Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay trong clip này, Sơn sẽ review những cái tính năng mới ở trong game 2D mà 2D nó vừa bảo trì cập nhật xong nha các bạn. Rồi, thì bây giờ các bạn cùng Sơn đi vào review ha. Rồi, thì hôm nay trong clip này, Sơn sẽ review cái máy mới cho các bạn xem và những cái con động vật mới ha. Đây, nó sẽ cho mình ra thêm một cái con chuột lang Siukiai ha. Rồi, cái máy máy mới là sườn gốm. Rồi thì bây giờ Sơn sẽ mua cái sườn gốm và Sơn sẽ dùng kim cương Sơn kích hoạt nhanh luôn, và Sơn sẽ thị phạm những cái hút mới ở trong cái sườn gốm này cho bạn xem nha. Thì hiện tại cái sườn gốm này á, giá nó mình mua chỉ có thôi bạn, 1 triệu coi thôi, rất là nhẹ nhàng, giá chỉ có 1 triệu coi đó. Sơn nhấn rất là nhẹ nha, không có nặng nha các bạn. Đừng cứ cảm thấy nó nặng nề ha. Rồi bây giờ Sơn sẽ mua cái, Sơn thủ sẵn rồi nè bạn, đó đó. Thì mình vừa bỏ ra chỉ có 1 triệu coi thôi, nó rất là nhẹ nhàng, không có gì nhiều, cho nên các bạn đừng có nghĩ là cái số tiền nó nhiều ha, rất là nhẹ, cho nên các bạn đừng có đặt nặng tâm lý. Và bây giờ Sơn sẽ tiếp tục làm chuột bạch. Sơn sẽ hy sinh 89 viên kim cương, Sơn mở khóa nhanh luôn để Sơn review cái máy này cho các bạn, để các bạn xem, để các bạn biết trước luôn ha. Hy vọng cái sự hy sinh này của Sơn và rồi các bạn sẽ tặng lại Sơn một cái like và một comment để giúp cho cái kênh Sơn nó được phát triển nha. Thì cái sự hy sinh của Sơn thì hy vọng được các bạn ủng hộ lại bằng một cái like. Rồi mấy anh em đó 3 ngày, nếu bây giờ bạn không dùng kim cương thì tới 4 ngày bạn mới xài được. Thì nếu không lẽ giờ tới 4 ngày sau các bạn mới xem clip Sơn thì như vậy nó lâu quá, thôi hy sinh luôn ha. Đó, rồi các bạn thấy cái gì chưa, Sơn trở thành ông chủ lò gốm rồi nha, trở thành sưởng lò gốm. Bây giờ các bạn cùng Sơn xem nha. Đó, Sơn có cái sưởng gốm mà bạn chắc chắn có nhưng mà bạn chưa sử dụng được. Đó, thì bây giờ Sơn sẽ review cho các bạn xem ha. Đây cái sưởng gốm nè bạn nè, đó, xây nó nè, đó ha, xây nó, mình có thể xây nó, đó xây, Sơn để hướng này cho nó đẹp ha. Rồi sưởng gốm thì mình sẽ sản xuất nè. Trời, cái đất bây giờ mình phải trồng đất nữa bạn, bây giờ mà các bạn lại xem Sơn trồng đất nha. Hồi đó giờ mới thấy cái vụ trồng đất nha các bạn. Đây đất nè các bạn, đó các bạn thấy đất không? Rồi đất nè, đó đất sét ha, 1 2 3, đó Sơn trồng đất sét nè bạn ha. Đó ha, thì 1 giờ 49 phút, 1 giờ 50 phút ha. Rồi bây giờ Sơn sẽ kích hoạt tôm, kích hoạt một anh tôm. Rồi mua đất về sản xuất cho bạn ha. Đó, cho anh tôm nó chạy đi, Sơn sẽ mua đất để sản xuất này, chứ không thì mua nguyên liệu, mua cái này luôn cho nhanh ha. 33 nè, thì mua được 9 thì mỗi thứ là Sơn sẽ sản xuất được một cái cho bạn xem ha. Rồi dùng kim cương mở luôn các bạn. Cái này để từ từ. Rồi cái này Sơn sẽ chia sẻ bạn cái vấn đề mở ô ha. Bây giờ kinh nghiệm 6 năm thôi, chứ nó 10 mấy năm rồi quá nổ. 6 năm chơi 2D nè. Cái này là 4 giờ nè, 3 giờ 40 phút nè, 3 giờ 20 phút. Vậy nếu các bạn muốn mở á thì bạn tính ha. Một ô là 3 tiếng nè, 3 nè, 6, 9, 12 tiếng, 4 ô là 12 tiếng. Nếu một ngày bạn vô bao nhiêu tiếng? Một ngày thì bạn vô mấy lần? Một ngày thì bạn vô 2 lần đi. Thì bình quân nếu các bạn có điều kiện á thì các bạn nào mở 1, 2, 3, 4, 5 ô thôi, bạn mở 5 ô thôi được. Các bạn biết tại sao? Nếu mà mình sản xuất cái ly này nè, cái cốc sứ cho là 3 giờ đi, thì bạn 3 nè, 3 nhân 5 là 15 tiếng. Không lẽ 15 tiếng thì bạn không vô lần nào đúng không? Đó, thì các bạn cứ khoảng chừng 5 ô là đẹp rồi ha. Bạn sản xuất cái này chừng 5 ô. Bạn nhìn lên một kim cương của Sơn kìa, 134 viên kim cương của Sơn, giờ còn 18 viên à. Lo hướng dẫn làm clip
nhiệt tình quá, làm chuột bạch. Rồi giờ sạch mắt kim cương luôn rồi các bạn ơi, khóa sản rồi. Hy vọng các bạn ủng hộ Sơn một like và một comment để lấy lại cái tinh thần nãy giờ mà tự nhiên khóa sản kim cương luôn. Nãy giờ cái sự hy sinh của Sơn là lấy lại, các bạn cho một like là nó xứng đáng đúng không các bạn? Hy vọng các bạn hãy like cho Sơn nha. Nãy giờ Sơn hy sinh tới quá trời kim cương luôn, từ 134 giờ còn có 18 viên thôi. Đó, giờ hy sinh thêm một cái thẻ tôm để làm cái này cho các bạn xem nè. Cái này 3 tiếng đúng không? 1 tiếng 3 tiếng nè. Đó. Cái này 3 tiếng. Cái này 3 tiếng 20 phút. Cái này 3 tiếng 40 phút. Đó. Cái này 4 tiếng đó. Đó ha. Thì nó cần y như clip trước Son đã chia sẻ các bạn rồi đó, là nó cần những cái nguyên liệu là cho đã chia sẻ với các bạn rồi ha. Đó, thì y chang rồi ha. Nó không có gì đặc biệt ha. Rồi. Các bạn ơi, nãy giờ rơi nước mắt chảy nước mũi, giờ nhớ lại kim cương mới gớt. Còn có 18 viên kim cương không thì làm ăn gì được nữa các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giấu nó ha. Các bạn thấy Sơn giấu gì được các bạn ha. Thôi để làm clip xong rồi hồi Sơn sẽ 140 giờ sẽ lên một sao ha. Đó. Ok, Sơn đã review cho bạn được thôi để 18 viên kim cương để Sơn đua ngựa. Sơn tính kích thêm một ô 15 viên nữa nè. Mà thôi để 18 viên từng này đua ngựa bạn ơi. Chứ hết cái là rồi xong khóc rơi nước mắt chảy nước mũi luôn. Sơn đang chờ gói 4.000 viên kim cương để Sơn Sơn nạp ha. Tại vì có ông anh ở nước ngoài, hôm bữa Sơn than là hết tiền, hết kim cương để trang trí farm, rồi ảnh cũng hỗ trợ cho Sơn được một phần nhỏ đó. Rồi Sơn sẽ lấy một phần nhỏ, Sơn góp vô phần nhỏ của ảnh, rồi sẽ mua gói 4.000 kim cương, nó khuyến mãi 30%, chỉ có 1.500.000 thôi ha. Đây nè, cái gói 4.000 kim cương này nè các bạn nè. Thì ở US nếu khuyến mãi 30% thì có 1.500.000 thôi, để Sơn tiếp tục nạp vô, để Sơn lấy kim cương, để Sơn tiếp tục làm clip phục vụ tất cả các bạn nha. Rồi thì bây giờ hồi nãy Sơn cái tính năng là cái máy này rồi đúng không? Bây giờ thôi cái chia ra đi ha các bạn, chia clip ra đi, chứ giờ làm hết thì mấy clip sau nó không hấp dẫn. Clip sau thì Sơn sẽ mua con chuột lan cho bạn xem ha. Nè, con chuột lan siêu kia. Con chuột này giống của Nhật quá, các bạn đọc giống tiếng Nhật không? Siêu kia. Đó. Rồi bây giờ quay lại cái tính năng Facebook nè các bạn. Đâu mất tiêu rồi. Đây, Facebook của Sơn đâu mất tiêu rồi. 4.000 mấy bạn bè, 4.000 mấy bạn bè Facebook của Sơn ra đi không một lời hối tiếc. Rồi các bạn ơi, nó sẽ cho mình ra thêm một cái tính năng là báo cam và báo vàng ha. Và con Sơn đã mở phá được con báo vàng rồi, báo cam chưa mở phá được. Và chuẩn bị có và có một con nữa, đây con đang ngồi nè các bạn, con đang ngồi nè, con báo đời. Sơn là con báo đời ha. Rồi bây giờ á mình còn gì mới nữa không ta? Rồi nếu không có gì mới thì quay lại cái Facebook ha. Vì bây giờ quay lại cái sự tâm sự Facebook nè các bạn. Facebook của Sơn rất là nhiều bạn bè trên Facebook, và tới 4.000 người lận, mà toàn là bạn bè Facebook không. Mà bây giờ anh sale anh nở sao, anh nở lòng nào á, anh tiệc trao 4.000 bạn bè Facebook với Sơn. Và bây giờ các bạn hãy vào đây cùng Sơn. Thì hiện tại là còn 200 sọt nữa. Và bây giờ bạn nào đến trước thì Sơn kết bạn trước thôi chứ. Giờ Sơn gớt nước mắt buồn của Sơn rồi. Hai tay Sơn ôm xương rồng giấc đau, đôi vai Sơn ôm nỗi buồn giấc lâu, chân Sơn lang thang kiếm các bạn ở khắp chốn. Giờ các bạn có cái phương án nào mà để cho Sơn kết bạn được tất cả
các bạn không, không bỏ sót ai không, chứ hiện tại cho các bạn có 500 bạn à. Xong rồi giờ muốn đi qua farm các bạn để review xong không biết sao nữa. Cái vấn đề nan giải bữa giờ xong rất là buồn với cái vấn đề là mấy bạn hiện tại mà mới biết tới kênh của Son á, rồi xin mã farm để qua farm Son xem farm của Son, nhưng mà cái bạn bè của Son nó đầy rồi, và hiện tại mới cập nhật xong thì Son được thêm 200 bạn nữa đó, mà bây giờ ít bữa lại đầy tiếp. Thì những cái bạn mà không có kết bạn được muốn tham khảo farm của Son, và Son muốn tham khảo các bạn để qua farm bạn tham khảo Son học hỏi, thì Son không biết làm sao qua nữa, thì rất là buồn luôn. Các bạn nào mà có cái phương án nào á, hãy để lại bình luận giúp cho Son để Son giải quyết cái thắc mắc, cái vấn đề gối găm và buồn của Son mấy ngày nay. Từ lúc mà kêu xó Facebook tới giờ là Son buồn. Buồn mà làm việc không nổi luôn. Các bạn ơi, các bạn có cái phương pháp nào thì hãy cho Son cái biết cái phương pháp đó để Son kết bạn được tất cả với các bạn ha. Chứ không phải mà người kết bạn được rồi người không kết bạn được. Nhiều khi có nhiều bạn farm đẹp mà giờ không qua được, tiếc lắm các bạn. Có nhiều farm đẹp, rất là nhiều bạn farm đẹp mà giờ không kết bạn được. Mấy bạn qua farm Son không được, và Son qua farm của mấy bạn cũng không được. Nó rồi không có học hỏi được kinh nghiệm để làm ra những cái siêu phẩm để phục vụ các bạn nữa. Tại vì cái farm Son là mỗi chỗ này làm đều là học hỏi ý tưởng hết các bạn. Đó. Ha. Những cái chỗ này là Son đi học hỏi hết, và tự mình học hỏi xong rồi mình tự về mình sáng chế lại, chứ Son không có tự nghiên cứu ra được một cái farm như thế này ha. Đó, thì Son farm đẹp, các bạn cứ khen farm Son đẹp như thế này là không phải Son tự đâu. Son đi học, chịu khó đi học hỏi từ cái farm các bạn thì farm Son nó mới đẹp như thế này. Tạm đẹp thì tạm đẹp thôi, chứ khen đẹp thì mèo khen mèo về đuôi. Có mấy bạn vô nói Son chảnh nữa. Kỳ lắm, mấy bạn mới xem kênh đó, mới biết tới kênh thì vô kêu Son chảnh đó thì ngại lắm. Đó, thì Son chơi HD Son rất thích là tăng tiến cái farm. Nói chung là Son không thích lên cấp, Son chỉ thích trang trí cái farm thôi, làm sao cho farm nó đẹp. Tại vì mỗi người chơi HD có mỗi sở thích. Có bạn thì thích vô HD, thích chạy xe tải nè, có bạn thì thích đầu tư cái kho thôi, có bạn thì thích đua ngựa, rồi có bạn thì thích trang trí farm đó. Có nhiều, mỗi người một sở thích. Đối với Son là thích trang trí cái farm và thích đi tham quan farm. Và bây giờ không còn kết bạn được những bạn trên Facebook, tới 4.000 bạn lận nha. Facebook Son tới 4.000 bạn bè lận, mà bây giờ anh sale anh cắt, anh tiệt tiêu hết 4.000 bạn bè của Son rồi. Không lẽ giờ chạy qua bắt máy bay qua đó kiện anh chứ. Trời kỳ, công cực người ta gom góp mấy năm trời mới được 4.000 bạn bè trên Facebook và ở trong game HD, và anh chơi anh tiệt tiêu hết trơn luôn, tiệt tiêu sạch luôn. Giờ chỉ còn mấy các bạn bè trong đây thôi nè, các bạn thấy không, bạn bè khác ở trong mạng xã hội nè, đâu còn ai đâu ha. Đó, không còn ai hết trơn các bạn, sạch bách luôn. Đó, còn bạn bè người chơi ở đây thì anh xe chỉ co cho có 500 mà. Có phải là ảnh chơi khó như các youtuber bơ không các bạn? Người theo dõi thì ảnh cho có 10 thôi. Đó, các bạn thấy không, rất là đau đầu. Mấy ngày nay rất là nhiều bạn nói là cho xin cái mã farm để qua farm Son tham khảo, và được Son qua farm review để góp ý kiến và học hỏi, thì đâu có được đâu. Lần chưa reset thì là 300, reset xong giờ được 500, thì còn được 200 sọt nữa. Giờ không biết sao luôn. Rồi, thì clip review cái tính năng mới, cái máy mới ha, cái xưởng gốm. Đến đây cũng xin tạm dừng ha. Clip sau Son sẽ review chuột lang cho các bạn xem ha. Rồi, thì clip của Son đến đây cũng xin tạm dừng. Nếu các bạn thấy clip của Son hay và có ý nghĩa, và thấy Son là một con chuột bạch nhiệt tình á, thì các bạn hãy cho Son một like và một comment để giúp cho cái kênh của Son nó được phát triển nha. Khi mà các bạn tương tác với Son á thì hay đây YouTube nó tính đề xuất cao lắm các bạn. Và các bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để và nhấn cái chuông để ủng hộ Son luôn ha. Thôi, clip của Son đây cũng xin tạm dừng, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.
mãi vậy các bạn.